Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính ngưỡng bạch Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa Thượng tọa Thích Viên Thánh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Đạo Quyên, các quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 31 tháng 10 20, đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ vừa hoàn tất 5 địa điểm phát quà cho đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 9 tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Và buổi sáng đó, ở tỉnh Quảng Ngãi, địa điểm thứ nhất là chùa Thiên Phước 400 phần, địa điểm thứ hai chùa Trung Sơn 40 phần, địa điểm thứ ba đó là niệm Phật đường Đại Thế Chí 250 phần. Và chiều hôm nay đó, thứ nhất là xã như là Tân Tiến gì đó, gồm có 400 phần. Và địa điểm cuối cùng đó là xã Tam Tiến 100 phần. Mỗi một phần là 1 triệu đồng vì hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng khi cơn bão số 9 tấn công vào lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10 cho đến 14 giờ chiều cùng ngày, kéo theo các hệ quả đó là vài chục người đã tử vong ở hai tỉnh, mấy chục ngàn ngôi nhà đã bị tốc mái, hơn 10.000 ngôi nhà đó đã bị sập hoàn toàn. Trong số đó có các ngôi chùa Phật giáo tại tỉnh Quảng Nam. Chiều hôm nay đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cụ thể là Thượng tọa Phó Ban Chánh Thư Ký Thích Viên Trừng cùng với Thượng tọa Thích Viên Tánh đã dẫn phái đoàn của Thầy đến thăm ngôi chùa Vĩnh Bình. Mái chùa ở chánh điện đã bị tróc hoàn toàn. Mái tôn tạm ở trước sân chánh điện đó sụp ngã. Tượng Quan Âm và các tượng Phật vẫn sừng sững, không bị gì. Đó là điều rất là đáng mừng. Ngày hôm qua thì phái đoàn của Thầy làm 4 điểm từ thiện ở tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29 thì 5 điểm ở tỉnh Quảng Bình. Ngày 28, 4 điểm ở tỉnh Quảng Trị. Ngày 27, 4 điểm ở tỉnh Thừa Thiên. Như vậy tính 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên đó, thì đoàn của Thầy đã trao tặng được 4.000 phần quà. Ở các tỉnh đó thì mỗi một phần, phần lớn là 500.000 đồng, một số là 1 triệu đồng. Còn đối với 80 hộ có người bị tử vong trong cơn bão lũ đó, thì mỗi hộ là 10 triệu đồng. Đối với các hộ bị sập nhà hoàn toàn đó, thì mỗi hộ là 3 triệu đồng. Thì tổng cộng chi phí cho chuyến cứu trợ miền Trung bao gồm luôn ngày mai là ngày thứ sáu là 4,9 tỷ đồng. Thì trong số đó đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh gồm hội đồng điều hành, tập thể các vị giảng viên, ban quản viện tăng, ban quản viện ni, hội cựu sinh viên và tăng ni sinh đang học nội trú đóng góp được 1 tỷ 9, còn lại là quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
Và cũng nhờ nhân duyên này thì tối hôm nay đó, đoàn của thầy có được diễn phúc lớn đảnh lễ Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ. Ngài đã được 94 tuổi, rất là khỏe mạnh và minh mẫn. Thì trong buổi này đó, thì thầy gợi ý các quý Phật tử đó bốn điều trọng tâm trong tu học, và rất mong quý vị cùng suy gẫm để thực hành, mang lợi lạc cho mình và chia sẻ các lợi lạc đó cho những người thân. Điều một, đạo Phật là con đường thực hiện tâm linh. Phần lớn các nhà nghiên cứu tôn giáo chỉ dừng lại ở góc độ nền tảng đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà nó đủ phải là tôn giáo vô thần, không thừa nhận thượng đế đã đấng sáng thế, cũng không thừa nhận tất cả các thần linh là trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Số phận của con người theo Đức Phật là do con người viết kịch bản, làm đạo diễn chính và đóng vai diễn viên chính. Như vậy, toàn bộ các hành động từ tư duy cho đến lời nói về việc làm do con người tự quyết định bằng sự tự do ý chí. Và do vậy, các kết quả tốt đối với hành động thiện, hậu quả xấu đối với các hành động tiêu cực, chính con người chúng ta phải là người lãnh đủ trực tiếp, chứ không phải ai khác. Ở phương diện sâu sắc hơn đó, thì vài yếu tố sinh hoạt tín ngưỡng bao gồm niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh cầu an, tụng kinh cầu siêu, vân vân, thì đạo Phật chính là con đường thực tập chuyển hóa. Các quý Phật tử cần phải đào sâu vào phương diện quan trọng này, nghĩa là phải biết chân lý Phật dạy, đạo đức Phật rèn luyện, tuệ giác Phật ban cho, trở thành thực phẩm tinh thần không thể thiếu cho đời sống hạnh phúc của mình. Nghĩa là phải tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, ở nơi kinh doanh, ở nơi làm việc và trong mỗi gia đình của Phật tử tại gia. Thì để làm công việc đó đó, thì các quý Phật tử nên lưu tâm về phương diện xã hội. Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ, đề cao các giá trị đóng góp của con người. Về phương diện giới tính thì Đức Phật chủ trương bình đẳng giới. Do đó, tiêu hóa và áp dụng lời dạy này vào trong đời sống dân sự và xã hội đó, thì dầu ở vai trò làm chính trị, làm doanh nghiệp, làm nhà giáo hay bất cứ vị trí xã hội nào mà bị gánh vác, luôn luôn đề cao học thuyết bình đẳng, dân chủ, công bằng, liêm chính, được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Và khi nói được điều gì, các quý Phật tử nên nỗ lực trở thành tấm gương ở lĩnh vực đó. Chẳng hạn như quý Phật tử tại gia đi chùa phần lớn là quý bà và quý cô để cho chồng và các con ủng hộ đó, thì từ lúc chánh thức làm đệ tử Phật đó, quý bà phải là người thương chồng hơn, thương con hơn, góp phần giúp cho gia đình phát triển giàu hơn, bền vững hơn và hạnh phúc hơn.
Thì để làm công việc đó thì quý vị phải đóng vai là một vị Bồ Tát nhập thế. Độ chồng và các con là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà. Cho nên là chúng ta phải thực hiện được những điều đó ở trong nhà của mình. Về phương diện chính trị đó, để áp dụng lời Phật dạy đó, thì thầy khuyên các quý Phật tử tại gia nên tham gia đảng chính trị tại những nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Thì hiến pháp quy định chỉ có một đảng duy nhất là đảng Cộng sản. Các Phật tử nên tham gia vào đảng từ cấp phường xã, quận huyện, tỉnh thành và ở trung ương. Dầu ở vai trò bằng cấp nào, ngoài vai trò là đảng viên đó, thì các Phật tử tại gia phải cất tiếng nói của một Phật tử chân chính, có quyết tâm lớn, lý tưởng lớn, chí nguyện lớn, để giúp cho việc thực hiện lời Phật dạy áp dụng trong các đảng phái chính trị. Và bằng cách đó đó, thì quý vị sẽ tham gia vào hành chính quốc gia ở cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, thì Phật giáo lúc đó có cơ hội đồng hành với dân tộc được. Nên nhớ rằng trước khi đi tu, người khai sáng đạo Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng là thái tử Đông Cung của nước Sakya. Cho nên Đức Phật có khoảng 20 bài kinh dạy về chính trị học, bao gồm nghệ thuật làm vua, nay là làm nguyên thủ quốc gia, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật giữ đất nước hòa bình, nghệ thuật ổn định các nội loạn, nghệ thuật giảm tội phạm ở trong nước, nghệ thuật phát triển kinh tế và làm giàu, nghệ thuật giữ hòa bình với các nước lân bang, và nhiều phương diện khác, bao gồm những lời dạy về việc xóa bỏ hằn thù, hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, cộng trụ và cộng đồng, để giúp cho quả địa cầu này nó trở nên là nơi đáng sống và hạnh phúc hơn. Đây là hai phương diện các Phật tử tại gia nên dấn thân một cách năng động hơn. Bởi vì đó, khi lãnh đạo đất nước là Phật tử, Phật giáo có cơ hội trở thành quốc đạo của Việt Nam. Thời Lý và thời Trần, từ thế kỷ thứ 11 đến 14, được xem là giai đoạn vàng son nhất về độc lập chủ quyền chính trị, độc lập chủ quyền văn hóa, độc lập chủ quyền giáo dục, độc lập chủ quyền kinh tế với Trung Quốc. Sau 10 thế kỷ bị Trung Quốc xâm lăng và đô hộ chúng ta. Và trong thời đại xã hội chủ nghĩa này đó, các Phật tử phải tham gia đảng chính trị, cụ thể là đảng Cộng sản, để góp phần phát triển đất nước Việt Nam và đưa Phật giáo lên tầm cao, cho thành là quốc đạo của Việt Nam. Chỉ với con đường tham gia chính trị đó, các vị Phật tử mới nỗ lực biến ước mơ này trở thành hiện thực như trong hai giai đoạn Lý và Trần của Việt Nam. Vì đó thực hành nó có nhiều nghĩa lắm, không có nghĩa là chỉ có thực tập tâm linh mới gọi là thực hành. Thực hành về phương diện xã hội và chính trị được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu về phương diện nhập thế. Và người Phật tử tại gia nó thuận lợi cho vấn đề này. Các tăng sĩ bao gồm quý thầy, quý sư cô theo lời Phật dạy không tham gia chính trị, độc lập với chính trị, vượt lên trên chính trị đảng phái để trở thành các bậc đạo sư, bậc thầy tâm linh, mà theo đó lãnh đạo của đảng cai trị, có cơ hội đến tham vấn các bậc chân tu hạt đức. Theo đó đó, có những lời khuyên chân thành để giúp cho nguyên thủ quốc gia
và các cấp lãnh đạo đó có thể thêm nguồn dữ liệu tham khảo về nghệ thuật quản trị đất nước, góp phần giúp cho đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng. Hiện nay thì nước Việt Nam chúng ta mới đạt được GDP 2.500 Mỹ Kim trên mỗi đầu người một năm. Nếu chúng ta tiếp tục giữ đẳng cấp phát triển GDP từ 6,9 cho đến 7,2 như trong 5 năm qua đó, thì theo dự đoán của thầy, 30 năm nữa, vào năm 2050, thu nhập GDP của Việt Nam có thể lên tới 20.000 hoặc là 25.000 Mỹ Kim. Thì lúc đó Việt Nam chúng ta mới thật sự là con rồng cháu tiên. Rồng mới là con quạt viền thoại, tượng trưng cho sự thăng hoa về kinh tế và những giá trị vật chất, tức là giàu. Và khi nước Việt Nam giàu đó, thì công dân Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới mà được ta tôn trọng. Một đời nó là thế. Nếu người dân Việt Nam có thu nhập 30.000 Mỹ Kim trên một đồng người một năm, thì quốc tịch Việt Nam dành cho người Việt Nam cầm hộ chiếu Việt Nam đi khắp quốc gia có thể 150 cho đến 170 quốc gia miễn visa cho chúng ta. Và tiên là tượng trưng cho sự minh triết thông thái, đó là trí tuệ. Đó là yếu tố đạo diễn để giúp cho đất nước phát triển về giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều phương diện khác. Hiện tại đó, chúng ta vẫn đang còn nằm trong giấc mơ con rồng cháu tiên. Cứ giống như Trung Quốc á, thì họ đã đặt ra cách đây 30 năm Chinese Dream, giấc mơ Trung Hoa, bắt chước theo mô hình của Mỹ, đó là giấc mơ Mỹ, American Dream. Và người Việt Nam chúng ta cần phải có Dragon Dreams và Intelligent Dream, để đất nước chúng ta không chỉ giàu về thu nhập GDP 30.000 Mỹ Kim cho một năm, mà còn phải là nền có nền giáo dục, phải là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Với nhiều thành quả về giải Nobel, giải Fields và nhiều giải thưởng cao quý mà hiện nay đó, ở đẳng cấp quốc tế thì Việt Nam chúng ta vẫn còn rất khiêm tốn, thấp rất nhiều so với nước Nhật ở trong châu Á. Cho nên đó, ở phương diện thực hành xã hội và chính trị thì các quý Phật tử phải năng động nhập thế triệt để mới có thể góp phần thay đổi tình huống được. Điều hai, mỗi Phật tử phải là con chim đầu đàn. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ ở tuổi 35, ròng rã 45 năm sau đó đó, cho đến tuổi 80, trung bình mỗi ngày trong 9 tháng, từ 6 giờ tháng cho đến 3 giờ chiều, Đức Phật mượn cớ đi hành khất, tạo điều kiện cho người hữu duyên cúng dường bát cơm. Nhân đó Đức Phật giảng chân lý, khuyên đạo đức, hướng dẫn từ định, mở trí tuệ cho người nghe. Đối tượng nghe Đức Phật thuyết giảng lúc bấy giờ đó là những nhóm nhỏ, vài người, 10 người, 20 người. Quy định của Đức Phật đối với các vị xuất gia vào thời đó đó, mỗi ngày đi khất thực, không đi lại các ngã đường cũ, làng ấp cũ, mà phải đi các ngã đường mới, nhằm gieo duyên cho bá tánh ở đó khác tôn giáo hoặc không có đạo,
lần lượt nhận Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật làm thầy. Thì bằng cách này đó, đạo Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo ở 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời đó, tức là 26 thế kỷ trước. Cứ như thế, mỗi ngày Đức Phật giảng trung bình là 5 bài kinh cho các nhóm đối tượng khác nhau. Nhờ đó đó mà đạo Phật đó đã phát triển rất nhanh. Đức Phật đã có 8 vị vua, trên 16 vị vua nhận Đức Phật làm thầy. Đây là hiện tượng tôn giáo chưa từng có tương đương trong lịch sử nhân loại suốt mấy nghìn năm qua. Và đi tới đâu đó, Đức Phật cũng hóa độ được người, và những người đó trở thành những con chim đầu đàn ở lĩnh vực mà họ tham gia, để dẫn dắt các cộng sự của họ đó lần lượt trở thành Phật tử. Cũng bằng tấm gương cao quý đó đó, thầy khuyên các quý Phật tử, thay vì phát nguyện độ tất cả chúng sinh, một lý tưởng cao quý không bao giờ trở thành hiện thực được, quý vị hãy giới hạn cái sự phát nguyện của mình để trở nên thực tiễn hơn. Mỗi tháng con phát nguyện trước Đức Phật dẫn dắt được tối thiểu một người vào đạo. Trong 30 ngày mà chỉ độ một người có khó không? Hoàn toàn không. Và mỗi 112 tháng, quý vị phải bắt đầu từ các thành viên trong gia đình, làng xóm và các đồng nghiệp ở công ty và văn phòng mình đang làm việc. Phải có chí nguyện đó. Thế vì vậy phải nỗ lực tìm những quyển kinh thuần Việt, các quyển sách Phật giáo ngắn gọn, rồi các cái máy pháp âm nghe giảng chúng ta gửi tặng những người chúng ta tiếp xúc, chủ động làm công việc đó mỗi ngày. Về phương diện này đó thì các quý Phật tử tại gia còn thua rất xa so với tín đồ của đạo Tin Lành. Họ đi gõ cửa từng nhà, đứng ở các công viên, có mặt ở các bến xe, len lỏi vào trong các trường học. Nói chung họ có mặt khắp mọi nơi. Đi đâu họ cũng mang các quyển kinh thánh, tờ bướm và sổ tay dẫn dắt người khác vào đạo của họ. Đang khi Phật tử chúng ta được Đức Phật dạy về tâm từ bi, tâm phụng sự, nhưng mà bao nhiêu người Phật tử chúng ta đã làm tròn trách nhiệm đó? Hầu như không bao nhiêu. Cho nên quý vị nên phát nguyện, quý bà, quý cô có chồng, khi đi chùa nên thuyết phục khéo léo dẫn dắt chồng mình theo. Thì quý trời quý ông sẽ không đi nhậu, mà quý ông không nhậu thì quý ông sẽ chăm sóc vợ và con chu đáo hơn, có sức khỏe để lo hạnh phúc cho gia đình hơn. Điều đó đâu có khó mà lợi ích cho gia đình mà. Còn quý cô nào chưa có chồng mà đang có bồ thì dẫn bồ đi theo. Trong lúc mà quý cô được quý ông đang gạ gẫm thì giá trị của quý cô là hoa hồng tươi. Khi lên xe hoa về nhà chồng rồi đó thì quý cô đó bắt đầu trở thành hoa hồng héo. Sau 5-7 năm á thì trở thành là hoa hồng khô luôn. Cho nên cái thời có giá trị nhất của một người phụ nữ là đang lúc yêu, quý ông người ta ga lăng chiều chuộng, ho một cái là hỏi thăm, rồi dẫn đi bác sĩ, tìm mọi cách để được chiều chuộng, để được ga lăng, để làm hài lòng người yêu của mình. Nhưng mà khi về làm vợ làm chồng rồi, quý ông quên hết mấy cái đó. Vì người đàn ông ta không có màu mè, ta không có sống với cảm xúc. Cho nên ngay cái thời đẹp nhất của người phụ nữ, hãy tạo điều kiện giúp cho người thương yêu mình làm Phật tử. Và khi lấy chồng phải chọn Phật tử làm chồng.
Chồng mình là Phật tử thì không ma túy, không rượu bia, không cờ bạc, không hưởng thụ ăn chơi, không nghiện ngập vào game điện tử, không tán dóc tụm ba tụm bảy bàn chính trị thời sự, mà phần lớn là những chuyện tào lao. Thì lúc đó các ông đó sẽ có trách nhiệm với gia đình hơn, và tham gia các Phật sự ở chùa, các ông góp phần đóng góp nhiều hơn, thì cả gia đình được hạnh phúc. Cho nên đó, thầy rất mong các quý Phật tử khi nghe một bài pháp thoại hay, nhất là ở trên mạng, quý vị hãy sao chép đường link đó. Hiện nay thì chúng ta có điện thoại thông minh, 60 triệu người Việt Nam có điện thoại thông minh, con số rất là khủng, nó bằng cả chục quốc gia ở châu Âu gộp lại. Thay vì đó, quý bà quý cô có thói quen cảm xúc hóa vào trong Facebook và mạng xã hội, chít chát, rồi nghe nhạc, xem phim, đọc tin tức, thì hãy tận dụng phước báo của kỹ thuật số trong thời công nghiệp 4.0 này, gửi những đường lên pháp thoại hay, những lời kinh bằng âm thanh, những sách nói Phật giáo cho bạn bè người thân của mình cùng nghe, cùng thưởng thức. Từ năm 2004 đó, thì chùa Giác Ngộ của thầy đã bắt đầu âm thanh hóa kinh điển rồi, và sách nói Phật giáo. Hiện nay thì kinh điển dịch thuần Việt đó, đã được âm thanh hóa gần hết, phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com. Và nếu ai có app á, thì quý vị chỉ cần nạp vào ở trong cái phần tìm kiếm của app á, chữ chùa Giác Ngộ, xuất hiện một cái app lên, quý vị download trong vòng 15 phút thì toàn bộ kinh bằng âm thanh và sách nói Phật giáo bằng âm thanh hàng trăm cuốn, cũng như là hàng ngàn pháp thoại có mặt trong đó, quý vị tha hồ mà nghe. Do đó, ngoài việc nghe pháp thoại, khi xem một bài kinh, một quyển sách nào đó hay, quý vị nên chia sẻ cho người thân của mình, bạn bè của mình cùng đọc. Để nhận các quyển kinh sách miễn phí đó, quý vị có thể vào trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, hay Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ do thầy lãnh đạo, vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí thì có trên 50 đầu kinh sách miễn phí. Quý vị chỉ cần điền thông tin trong vòng 2 phút, địa chỉ và quyển nào quý vị cần, cần bao nhiêu, thì ban ấn tống của chùa Giác Ngộ sẽ gửi đến tặng nhà quý vị. Quý vị chỉ chịu khó đóng tiền lệ phí, cước phí thôi, rất là rẻ, không có gì hết. Còn kinh sách là miễn phí 100% ra, tha hồ mà đọc. Và có máy pháp thoại của thầy gồm có 1.600 bài giảng trên tổng số 5.000 bài phổ biến trên mạng, được đưa vào cái máy rất nhỏ, rất nhẹ, rất gọn. Những người lớn tuổi không biết internet thì nhờ con cháu truy cập vào trang web của thầy, một ấn tống kinh sách, để đăng ký nhận máy pháp âm miễn phí gửi về đến tận nhà. Thì bằng cách đó đó, quý vị chia sẻ các kinh sách miễn phí, máy nghe giảng miễn phí này cho người thân của mình nghe. Quý vị đang làm công việc mồi đèn, từ một ngọn đèn, một ngọn đuốc, quý vị mồi ra 10 ngọn, 100 ngọn, 1.000 ngọn, 1.000.000 ngọn. Ánh sáng ban đầu của đèn và đuốc đó vẫn còn nguyên, hàng ngàn, hàng triệu ánh sáng được thắp sáng lên, có cơ hội được truyền bá và phổ biến. Chỉ cần chúng ta có lòng từ bi, biết quản trị thời gian, khéo léo trong sinh hoạt và giao tế, thì những người thân của chúng ta từ việc nhìn thấy mình thay đổi trọn vẹn khi làm Phật tử có thực tập, thì lúc đó quý vị nói cái gì người khác cũng lắng nghe, hướng dẫn cái gì đó người thân cũng đi theo. Còn nếu quý vị đến chùa thì hiền như bụng mà về nhà đó thói quen không thay đổi, thì người ta sẽ bị ám ảnh, ta nói trời ơi, các bà Phật tử này, các ông Phật tử này như thế là không ổn rồi, thì làm sao quý vị khuyên họ đi được. Cho nên phải biến chân lý Phật trở thành thức ăn tinh thần, và quý vị phải phát nguyện làm con chim đầu đàn. Tương tự,
ai chi phối kinh tế gia đình, người đó có tiếng nói mà phần lớn các thành viên còn lại đều lắng nghe. Bằng cái uy tín đó, quý vị dẫn dắt người thân mình làm Phật tử. Tương tự những người làm trưởng phòng, làm quản đốc, làm giám đốc, làm tổng giám đốc, làm thành viên hội đồng quản trị, làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm CEO, làm CFO của các công ty hoặc lớn hơn nữa là tập đoàn, nên tận dụng phước báo đó để dẫn dắt mọi người làm Phật tử. Bằng cách này đó, thì trong vòng 10 năm thôi, số lượng Phật tử trên toàn quốc sẽ gia tăng gấp mọi phần. Việc đó có khó không? Có người gật đầu, có người cười quề. Nếu quý vị thấy rằng là việc thầy gợi ý là rất dễ, nằm ở trong tầm tay làm được của mình, mỗi tháng chế độ một người thôi, thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để phát nguyện cam kết nào. Điều 3, đọc kinh để mở trí tuệ, thực tập để đạt được hạnh phúc. Từ nhiều thế kỷ, do ảnh hưởng từ chính sách tam giáo đồng nguyên của Trung Quốc, trong thời kỳ Việt Nam có 10 thế kỷ đô hộ bị Trung Quốc đô hộ, các nghi thức tụng niệm ở tại Việt Nam lúc đầu bằng chữ Hán, bây giờ là âm Hán Việt. Và do đó, người Việt Nam hiện đại nếu không học chữ Hán ở các trường lớp và trung tâm, đọc kinh bằng âm Hán Việt hoàn toàn không hiểu gì hết. Khi chúng ta đọc bằng một ngôn ngữ khác, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, thì chân lý Phật dầu có cao siêu cỡ nào như nữa cũng giống như là vịt ghe sắm, đàn khải tay râu. Vì con trâu nó không hiểu được ngôn của con người, làm sao nó hiểu được văn nghệ của con người. Và ở đây là các nhạc cụ, nhạc truyền thống, nhạc dân ca, cải lương, nhạc rock, nhạc bóp, nhạc trẻ, nhạc vàng, vân vân. Thì chắc chắn là các con trâu con bò nghe không hiểu gì hết rồi, vì nó có được học qua đâu hiểu. Và đối với con bò con trâu có học không hiểu. Còn con người chúng ta theo Đức Phật là có phước, vì với tư cách làm con người, nỗ lực đúng cách, chúng ta mới lần lượt trở thành chân nhân và thánh nhân. Do đó các quý Phật tử phải tập thói quen đọc kinh thuần Việt. Trang web chùa giác ngộ.com như thầy đã nói đó, có toàn bộ kinh điển dịch ra tiếng Việt bằng âm thanh. Và trang web đạo Phật ngày nay.com do thầy thành lập vào năm 2000, tức là cách đây là 20 năm đúng, khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tại Ấn Độ. Thì trong đó đó, tất cả kinh luật luận được dịch ra tiếng Việt được phổ biến miễn phí. Quý vị chịu khó vào đó đọc, còn nếu như mình không biết internet thì nhờ con cháu giúp giùm. Còn máy nghe giảng á, thì quý vị lúc đang làm rau quả củ, làm bếp núc, giặt quần áo, quét nhà, chăm con và lo lắng cho con cháu, đều có thể nghe được Phật pháp. Nó rất là tiện ích. Đọc kinh sách thì quý vị phải ngừng hết các công việc, nhưng mà nghe kinh sách đó thì quý vị vẫn có thể tiếp tục làm công việc hàng ngày. Cho nên chúng ta phải vượt qua thói quen đọc kinh để cầu phúc. Đọc kinh là để mở trí tuệ. Muốn có phước báo loại gì, quý vị phải nỗ lực gieo trồng chánh nhân của loại phước đó. Có 5 loại phước căn bản: phước tướng hảo, vì có tâm hoan hỷ; phước tài sản và tuổi thọ, thì phải biết gieo trồng phước bố thí và cúng dường; phước thuận duyên, đi đâu cũng có người giúp đỡ, thì quý vị giúp đỡ người khác, không bỏ sẻ tri thức, không hẹp hòi, lúc người ta đang khó khăn không được vô cảm vô tâm, năng động nhiệt quyết lăn xả phục vụ, xem công việc của người khác như của mình,
phước, sức khỏe và tuổi thọ, phải tập luyện, phải ngủ nghỉ thích hợp, làm việc thích hợp, vận động toàn thân, sống trong môi trường không bị ô nhiễm bởi không khí, đất, nước và tiếng ồn, làm chủ thân và tâm, hạn chế nghiệp sát, bảo vệ môi trường, tôn trọng hòa bình và sự sống, thì chúng ta mới có được phước sức khỏe và tuổi thọ. Và phước quan trọng nhất là phước trí tuệ. Nhờ đó chúng ta sáng suốt vượt qua mê tín dị đoan, nỗi khổ niềm đau và mọi thứ khổ đau trên đời. Cho nên đó, đọc kinh đừng bao giờ cầu phúc, mà đọc kinh là để mở trí tuệ. Còn muốn có phúc nào thì chúng ta phải gieo trồng phúc đó. Nó rất là khoa học. Còn những cái câu nói phương tiện như là lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hài sa, đó là của Hòa Thượng Tịnh Không chứ không phải của Phật Thích Ca, mà Hòa Thượng nói cho những người mê tín, những người đó lười biếng, không muốn làm mà muốn có thành quả, hoặc là những người yếu kém, họ dễ bỏ cuộc nửa chừng, kêu họ tự lực đó, thì họ làm không nổi. Phải dụ họ bằng những câu nói như thế, để khi họ là Phật tử rồi, vào chùa bắt đầu nghe kinh, học giáo lý, nghe các thầy, các sư cô thuyết giảng, bắt đầu mới mở từ từ cái sự hiểu biết ra, nâng cao trình độ lên, sẽ không còn mê tín nữa. Như vậy cái câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không là câu nói phương tiện, chứ không phải là mô tả chân lý. Chúng ta nên nhớ nha. Còn Đức Phật Thích Ca thì dạy thẳng chân lý, chỉ rõ con đường đi đúng, khích lệ chúng ta nỗ lực đúng, thì có phương pháp đúng rồi thì chắc chắn là có kết quả đúng rồi. Do đó mỗi ngày quý vị dù bận rộn cỡ nào, nên dành ít nhất 15 phút nếu ở nhà. Còn ai thu xếp quản trị công việc được thì đến chùa cộng tu, vì có bạn đồng tu nó làm cho chúng ta thoải mái tinh thần hơn. Tượng Phật trang nghiêm, không khí ở chùa thiền vị, có thầy dẫn dắt, có bạn đồng tu, nó làm cho mình khích lệ tinh thần và tinh tấn một cách bền vững hơn. Sau khi hiểu rõ đọc kinh để mở mắt tuệ rồi đó, thì chúng ta cần phải nỗ lực để vượt qua khổ đau. Khổ đau đó là do chúng ta tạo ra, do tác động của con người, môi trường và hoàn cảnh. Thì khổ và đau nó có hai nhóm. Thứ nhất là đau liên hệ đến thân, như là đau thân, đau gan, đau phổi, đau tỳ, đau phế, đau thận, đau răng, đau tai, đau chân, đau đầu, đau bụng, đau bao tử. Còn khổ nó thuộc về cảm xúc và thái độ, cho nên gọi chung đó là khổ tâm, bao gồm lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường, tuyệt vọng, hận thù, nhờ trả đũa, ganh tị, hơn thua, vân vân. Thì đây là các trạng thái tâm lý tiêu cực. Nếu chúng ta sống với các tâm lý này đó, thì quý vị luôn luôn chìm trong nỗi khổ niềm đau từ ngày này qua tháng khác, không hết được. Khi tu học Phật, dù tu theo pháp môn nào, quý Phật tử phải cam kết là nhổ lên khỏi tâm của mình các trạng thái tâm lý tiêu cực đó. Nếu như vậy đó, thì chúng ta phải hình dung nó giống như một cái kho. Trong kho mà nếu quý vị chứa đựng các vật dụng vô ích thì hoàn toàn không có lợi ích gì hết á. Mỗi năm phần lớn là trước Tết á, chúng ta dọn dẹp nhà, những thứ không cần xài chúng ta bỏ đi, phải không ạ? Thì cái kho tâm của chúng ta như vậy, nó có hai loại hạt giống: giống phàm, giống thánh, giống tiêu cực, giống tích cực, giống khổ đau, giống hạnh phúc, giống xấu, giống tốt. Công việc của chúng ta là loại trừ các hạt giống tiêu cực, xấu, phàm, bất hạnh ra khỏi cõi tâm, giữ và phát triển các hạt giống tích cực thôi. Và do đó mỗi ngày phải làm việc phước, làm việc thiện, làm việc Phật, phải tu tập, rồi bố thí, cúng dường, dấn thân, phụng sự, làm rất nhiều việc, làm tất cả những gì có thể, không mệt mỏi.
Thì lúc đó đó, trong cõi tâm của chúng ta mới chứa đầy các hạt phước báo. Rồi đến lúc đủ nhân duyên đó thì các hạt phước báo này sẽ trổ kết quả thôi. Có làm là có hưởng. Cát thì không thể nấu thành cơm, vì cát là cát mà cơm là cơm. Nếu không gieo phước mà chỉ dừng lại ở lại Phật niệm Phật không, thì quý vị chỉ đạt được tĩnh tâm, chỉ đạt được cái phước được mọi người tôn kính hết, chứ thôi đâu có thể đạt được sự giàu sang, sự phú quý và sự hạnh phúc được, vì nhân nào quả đó. Cho nên phải nỗ lực chuyển hóa khổ đau và khép lại các bất hạnh bằng phương pháp thực tập đúng với là những gì mà Đức Phật đã dạy. Điều 4, không chỉ làm Phật tử ngoài cổng chùa. Rất nhiều người mang danh là Phật tử, một năm đi đến chùa được có 4 lần thôi: Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, hết. Nghĩa là những người đó đã vô tình hoặc cố ý bỏ đói đời sống tinh thần của mình, không chăm sóc nó, giống như là một cánh đồng hoang, cỏ dại mọc lên tùm, không có giá trị. Nhiều người tiến bộ hơn thì dừng lại ở cánh cửa tín ngưỡng của đạo Phật thôi. Mỗi ngày có thể đi tới chùa thắp 3 nén hương, lại 3 lại rồi về cầu nguyện Phật gia hộ cho mình, người thân mình được bình an. Có nhiều người thật thà lắm, mang vô chứ 1-2 trái cam, trái quýt, nảy chuối, xin Phật phù hộ cho chồng con được thăng quan tiến chức, con trai của con tốt nghiệp đại học, con gái của con lấy được chồng giàu sang phú quý, cháu chắc của con là vinh hiển thành công, đủ thứ cầu nguyện hết mà không có làm phước gì hết là sao được. Đó là tham, mặc dầu cầu nguyện đó là ước nguyện chân thành. Các nỗ lực của chúng ta phải tương đương với những gì mà chúng ta cầu mới có được thành quả. Cho nên chúng ta phải vượt qua cái ngưỡng tín ngưỡng của đạo Phật, vẫn tụng kinh, niệm Phật, lại Phật và các sinh hoạt tín ngưỡng ở trong chùa không nên bỏ, vì đây là cái cửa ngõ đơn giản nhất, gần gũi nhất để giúp cho quần chúng vào đạo Phật, trong đó có mình. Khi đã làm Phật tử rồi đó thì quý vị phải thương chính mình, nâng trình độ tu học của mình cao hơn. Cũng giống như thế học vậy đó, 3 năm mầm chồi và lá, thuộc tuổi mầm non, từ tuổi lên 3 cho đến tuổi lên 5. 6 tuổi thì phải lên lớp 1, rồi 18 tuổi phải hoàn tất được lớp 12, 22 tuổi phải hoàn tất được cử nhân, 24 tuổi phải hoàn tất được thạc sĩ, 28 cho đến 30 tuổi phải hoàn tất được tiến sĩ. Đó là học ở mức độ khá trở lên, không bị rớt năm nào hết. Thì mỗi năm á, người học phải lên được 1 cấp. Thì việc tu học Phật cũng vậy. Lúc đầu đó, do vì có người thân bệnh mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta tin vào sự mầu nhiệm của Phật và Bồ Tát, hay người thân chúng ta qua đời trong thảm khốc, trong khổ đau, rồi bạn bè làng xóm dẫn dắt mình tới chùa, thỉnh mấy thầy, quý sư cô đến tụng kinh cầu siêu, rồi 7 tuần thất được các thầy rất là có lòng dẫn dắt mình từng bước một, thì sau 49 ngày mình chính thức trở thành Phật tử. Thì gần như là con đường đó nó làm cho mình chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Cho nên cái công việc của các Phật tử là phải thương chính mình. Khó khăn vì chính mình 14 đến 16 tuổi học. Nếu chúng ta đức quả thì thời gian thì việc khó có học dễ. Cảm ơn là tự khoe nó để cho chúng ta tham khảo rằng mọi người vẫn dụng như thầy có thể quả thì thầy sẽ làm được những việc hiện tại. Chứ đừng có tưởng là thầy tu là sướng không làm được hết, một ngày vẫn phải tu tập của chúng mình. Vì vậy phòng sự nhân sẽ làm đúng cái việc này. Và đó là bốn điều mà thầy muốn là để đáp ứng cho cái Phật tử
dân ra việc là đánh lễ và tổ chức pháp chủ và việc là thật sự cứu giúp đồng bào bị bão lũ ở bảy tỉnh miền Trung. Rất mong các quý Phật tử từ khi đảm và nói đồng bào nha, chúc tất cả được an lành và hạnh phúc. Thank you.